Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông dập gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: mẹ bảo làm sao hả anh Văn? Cái thằng Tâm, cái tính cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa được cùng nhau kết nghĩa châu trần. Làng xóm cứ bàn tới bàn lui, anh buồn thiệt là buồn. Từ cái cửa nhà anh sang giang hồi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi dặn ngao ở bờ sông. Hôm có lệnh tổng quân, sao anh không cho em biết? Anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gọi buồn cho người đi kẻ ở. Dòng nước nào về chợ mới đẹp
dường như trông thấy chiếc áo đàn ơi. Dòng sông chờ mấy người ơi, thương nhớ hoài, dù chưa hẹn trầu ca. Rồi gặp anh hai á, anh bảo anh bây giờ là thương si, tánh nết hiền lành được đồng đội thương dân quy. Nghe nói chưa tròn câu chiếc mái trầu trên tay, dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng buồn, nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần xe duyên không phải bên là trọn đời chỉ chút khổ mà thôi. Anh chưa về vì tiếng thương còn bóng giặc, chưa nhớ em nhiều, nhớ vợ mới thủy chung, nhớ mẹ hiền lành nhân lòng căng cay, nhớ bên sông xưa em gặp nó với đứa mẹ. Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, đã bằng lòng em không còn sợ mất anh. Hơn 50 năm chờ mình vẫn là chờ mới, chỉ sau năm trời